Chúng ở trong Phật học, cái điều mà chúng ta tu hành á, điều tu hành mà để sanh ra tất cả mọi công đức lành, đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin, gọi là tín. Mà nếu như mình tu mà mình không có niềm tin, là bất tín, thì mình sẽ không có đi đến được cái quả tốt. Thí dụ như quý vị tín, có niềm tin rất vững là mình tu học, mình sẽ được nhiều lợi lạc. Mình nghe pháp, mình sẽ mở mang trí tuệ. Mình sám hối, mình sẽ tiêu nghiệp chướng. Mình trì kinh, mình sẽ thanh tịnh được thân khẩu ý. Mình thiền định, tâm mình sẽ tĩnh lặng. Mình bớt giao tiếp ở bên ngoài, thì mình sẽ bớt đi những cái phiền lụy, vân vân. Cho nên trong kinh đó, có câu đó, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Nếu mình không có tin thì mình làm sao mình có thể vững chãi, mình tiếp tục mình đi trên cái con đường tu đạo của mình được. Cho nên mình phải có một niềm tin, mà trong nhà Phật dùng cái từ là tín. Tín nghĩa là cái niềm tin vững chắc, sau khi mình có suy tư, có quán chiếu, có suy nghĩ. Cho nên làm sao mình phải phát triển cái lòng tin của mình. Mà muốn có lòng tin đó, nếu mà chúng ta không tu thì cái niềm tin đó không có thể phát triển được. Tại sao? Tại vì mình tu á, thì mình mới thấy được cái kết quả của sự tu. Bây giờ Pháp Hòa nói á, quý vị chịu khó ngồi thiền 10 phút mỗi ngày, từ từ quý vị sẽ có được một cái tâm bình an tĩnh lặng. Nhưng mà đại chúng về nhà không có chịu tập ngồi thiền, rồi thì quý vị nói sao mà tối ngày tâm tu loạn hoài. Thì tôi không tin. Bây giờ tập ngồi đi, ngày nào cũng để dành ra cho mình 10 phút. Một tháng, hai tháng sau, quý vị sẽ có thấy quý vị có được cái sự chậm trở lại. Thì khi mình thấy có, mình có thực hành, thì mình thấy rằng ồ, cái này mình làm quả thật là có kết quả. Cũng giống như người ta quảng cáo thuốc vậy đó, mình không uống thì không bao giờ mình thấy được cái kết quả của cái món thuốc đó. Trừ khi nào mình uống thì mình mới thấy được kết quả của nó. Còn mình không có niềm tin thì mình sẽ không uống thuốc. Cho nên sự tu hành cũng vậy. Phật dạy mình á, nhẫn đi. Mình cố gắng mình nhẫn thì mình sẽ qua được mọi cái tai ương phiền lụy. Mình không tin. Mình nói nhẫn hoài người ta ăn hiếp, không phải chửi người ta lại một lần để cho người ta thế này thế kia. Thì quý vị cứ thấy 10 lần mình nhẫn, lần mình nói cái nó hư hết. Cho nên nếu mà mình thấy rằng cái điều nhẫn nhịn của mình mà có thể giúp được cho gia đình mình an ổn, quả thật, thưa đại chúng, có rất nhiều Phật tử người ta đã tu tập, người ta đã chuyển hóa được những cái khổ đau trong cuộc sống, và người ta càng ngày ta có niềm tin với Phật pháp. Cho nên bây giờ làm sao mình đã có được? Nếu mà cái mình không có cái niềm tin thì mình sẽ không đạt được kết quả. Bởi vì tu là mình muốn có kết quả mà. Cho nên trong kinh á, Phật có dạy á, 6 điều mà nếu chúng ta cố gắng thực tập thì chúng ta sẽ phát triển, và không để cho các cái thành quả của mình bị mất. Mình tu là mình muốn có kết quả. Mà muốn có kết quả thì điều đầu tiên nhất là mình phải có niềm tin. Mà nếu không có niềm tin thì sẽ không làm, mà không làm thì không kết quả. Điều thứ hai mà Phật dạy á, là người tu của chúng ta phải có tàm, có quý. Hai cái nha, tàm và quý. Tàm là gì? Tàm là tự xấu hổ với mình. Tàm là tự xấu hổ với mình. Ví dụ nè, hôm nay Pháp Hòa lên ngồi ăn cơm qua đường, gia chủ quỳ cúng dường trai tăng, quỳ lại dâng cái lời, nói cái lời tắc bạch trai tăng. Mà trước khi mà lên trai tăng là Pháp Hòa nổi sân trận. Thí dụ vậy đó. Thì tự Pháp Hòa ngồi đó mà Phật tử lễ mình một lễ, mà trời ơi thiệt, mình không biết mình chạy đi đâu. Mình thấy mình xấu hổ. Xấu hổ là người ta kính mình, người ta dâng lên, người ta phát nguyện, người ta cúng dường, mà mình ngồi đó mình thọ, mà người ta nói mình, ta gọi mình là chư tôn tịnh đức.
mà nãy giờ mình không tỉnh. Đó, thí dụ vậy đó, gọi là tàm. Tàm tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Còn quý là gì? Quý là mình xấu hổ với người khác. Ví dụ giờ Pháp Hòa biết cô này ở đây, cô làm, cô đi làm, làm cắt tóc, mà cô đi khoe với người ta cô là nha sĩ. Ví dụ vậy đó. Rồi thì bữa đó thì ngồi chung bàn, cái người ta hỏi chị lúc này chị làm gì, nói ồ tiệm là em lúc này em làm răng. Mà mình quên cái người mà người ta ngồi chung bàn với mình, ta biết tận gốc tận nguồn của mình, mà mình cứ ngồi đó mình nổ. Mình khoe, tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Mà đặc biệt là nếu mình muốn phát triển cái nội công công đức của mình á, thì mình luôn luôn khởi cái tâm xấu hổ là mình không có xứng đáng, mình còn thiếu sót rất là nhiều, để cho người ta, để mình tự thấy cái đó. Cho nên á, Ngài Thật Hiền á, khi mà Ngài viết cái quyển Phát Bồ Đề Tâm á, cái lời đầu tiên của Ngài nói làm sao biết không? Thật Hiền tôi là một phàm phu tăng, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu, kính xin đại chúng hãy lắng nghe lời tôi nói. Thay vì Ngài nói rằng này quý vị, hôm nay tôi muốn nói này kia cho quý vị nghe, thì Ngài nói một cách rất là trân trọng, tôi là một phàm phu tăng thôi. Tức là một người tu mà là phàm phu lắm. Phàm phu thể đối với ngược lại với gì? Thánh. Không, tôi là phàm phu tăng, khóc mà lại, tức là vừa khóc vừa lại đại chúng, xin quý vị hãy lắng nghe gia tâm, mà hãy nghe thương tôi, mà nghe một chút những gì tôi muốn nói. Thì thưa đại chúng, mà mỗi lần Pháp Hòa muốn thật sự là mình cũng học đòi người xưa là mình, nhưng mà mình cũng tự cảm nhận mình như vậy. Phước đức mình còn mong manh, tri giác mình vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn của mình vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô của mình còn dễ phát khởi, văn tư tu thì chưa thật sự vững bền. Đó là những cái mà mình tự thấy, để mình sanh cái tâm tàm. Tàm tức là mình tự thấy cái lỗi, cái dở ở nơi mình. Còn mình mà chưa gì mình đi vỗ ngực mình khoe, đó là mình không tàm mà cũng không quý. Cho nên người không tàm không quý thì khó lên làm thánh lắm. Tại vì sao? Không sống với cái tâm tàm tâm quý thì luôn luôn sống với gì? Tự cao tự đại. Mà hết tự cao tự đại thì đâu phải là người thánh. Người tự cao tự đại là cái tâm của cái người thường. Cho nên trong này Phật dạy á, muốn đoạn trừ mà có thể chứng được quả vị tu hành, thì hai cái tâm cần phải có. Thứ nhất là, ba tâm cần có là: một là phải có cái tâm tín tin Tam Bảo, tin pháp môn mình và tin là mình có khả năng, tin rằng mình tu mình sẽ có kết quả. Quý vị không tin là mỗi lần mình trả nghiệp là mình sẽ giảm nghiệp. Thì nếu mình không tin cái đó thì mình vừa trả nghiệp thì mình lại cũng vừa gieo nghiệp. Người ta mắng mình xong cái nó tôi nhịn đó, tôi nhịn để tôi trả nghiệp. Nhưng mà ngược lại xoay qua đây, cái người nào thấp bé hơn mình mắng mỏ người ta, mình không có dám nói với bề trên thì mình lại mượn bề dưới mình giật. Mình giật bề dưới là mình tạo nghiệp. Mình sống á, cái người mình sống mình có đạo có đức á, đối với người trên á mình kính rồi, mà đối với người dưới mình thương. Không có phải quý chú ở chùa đây, mặc dù là đệ tử á, mà chưa bao giờ Pháp Hòa nói là khi mà giận lên Pháp Hòa nói mày với tao, mà cũng không bao giờ nói tụi bay á, hay là tụi con á, làm như vậy đối với thầy là tổn phước tổn đức, không bao giờ nói như vậy. Mà chỉ nói là nếu mà các con thương thầy thì các con ráng làm cái này cho thầy, thế thôi. Chứ còn mình là thầy, mình có cái quyền mình mắng mỏ hay là mình nói nặng. Nhưng mà thiệt sự ra có nói nặng đi mình cũng lỗ rồi, tại vì người ta nghe đâu có hiểu tới cái nặng đó đâu. Ví dụ như mình nói mấy đứa bay
phường vô dụng thì các vị này cũng ngồi thảnh thơi thôi, chả biết chữ phường là cái gì mà vô dụng là sao. Thành thử mình nói nặng đó, tức là mình nói nặng theo cho nó thỏa mãn cái giận của mình. Nhưng mà thiệt sự đối với người người mà ta chả hiểu, hoặc là ta có cái sự tu người ta không, ta nuốt được cái đó, là mình là cái người nhận cái đó. Mà cái người nghe là cái người thứ nhất, nhưng mà cái lời nói mình nó xuất phát từ cái miệng của mình, tức là ở nơi khẩu của mình nó đã nhiễm rồi. Cho nên thường thường ta nói á, hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Là người người ta bị phun, cái người dính là người thứ nhì, nhưng mà cái người đầu tiên mà dơ miệng là cái người ngậm cái dơ đó. Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, tự cái khẩu mình nó dơ trước. Chờ đây chữ tàm quý nghĩa là mình phải. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, người ta hỏi tăng là gì? Nói tăng là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Nghe hay không? Định nghĩa chữ tăng nghe ghê gớm không? Hỏi hôm nay quý vị có phải là tăng không? Mô Phật phải. Vậy mà gây gỗ. Tâm không tịnh, chính tâm không tịnh mới thấy cái điều bất đồng với nhau. Rồi chính cái bất đồng với nhau bắt đầu mới khởi cái gì? Khởi cái lời nói không có hòa thuận. Mà người ta gặp mình ta, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại chúng tịnh tu. Mình tịnh tu đâu không thấy, mà mình loạn tu, động tu, thí dụ vậy. Cho nên á, mỗi người mình á là có một cái tên là tăng. Chữ tăng là gì? Là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Mà hôm nào mà mình không, mình sống mà mình không thanh tịnh, không hòa hợp là tự mình phải xấu hổ với chính mình, là mình đã không sống được với cái bản chất của chữ tăng. Và đồng thời khi mà người ta cúng dường cho mình cũng cảm thấy rằng mình thật hổ thẹn khi phải nhận cái cúng dường này. Mình thật hổ thẹn khi phải nhận một cái lễ lại của người khác. Cho nên xin thưa, Pháp Hòa sợ nhất là đi đâu mà bị người ta phải lãnh lễ. Nhiều khi mình ở một cái thế là mình không có cách. Mà khi mà người ta mà lễ mình một lễ như vậy, là thật sự mình chỉ biết chắp tay, mình khom người mình xuống để mình gọi là trân mình nhận một cái lễ đó, mà mình biết mình nhận một cái đó là nặng lắm, chứ không phải bình thường. Vì mình tự lượng cái tu mình, mình còn rất là dở trên đường tu học. Mà hàng ngày á, mình thọ nhận của đàn na tính thí, người ta nuôi mình để tu, chứ người ta không nuôi mình để làm việc khác, đi chơi, hay là để người ta không có nuôi mình để mình làm cái việc gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng. Người ta thương quý mình, người ta nuôi dưỡng mình. Thì ở đây cũng vậy, đại chúng có tu thì người ta mới đi tới đây, người ta cúng dường, người ta thấy ồ hôm nay đại chúng tu đông quá, thì người ta kẻ ít người nhiều người ta mang tới ta cúng, thì ít nhiều gì mình cũng đều nhận cái đó hết. Cho nên mình phải thúc liễm thân tâm của mình trong những ngày mình thọ nhận cúng dường. Và hoặc là nhiều khi mình tới bất cứ ở đâu, cái gì mà người ta cho mình tức là mình đã có thọ rồi đó. Cho nên ta kêu thọ thì khổ đó. Thọ thì khổ tức là thọ mà mình không có biết đền đáp lại là mình là một cái nợ. Cho nên không tàm, không quý. Tàm, bây giờ Pháp Hòa nói bốn chữ để đại chúng nhớ nha. Thế nào là tàm là quý? Định nghĩa vậy là đại chúng nhớ nè. Tự tàm, quý tha. Tự tàm là sao? Tự mình á, tự mình xấu hổ về chữ tự tàm. Quý tha tức là mình xấu hổ với người khác. Tự tàm quý tha. Có nhiều khi mình nói nặng cái người đó một câu, rồi ngày hôm khác mình gặp lại họ cái mình thiệt bẽn lẽn ghê. Không, mà nếu mình nói nặng người ta rồi mình gặp nhưng không có chuyện gì xảy ra thì cũng khó coi.
Cho nên mình ráng làm sao mình đừng có luôn luôn mình sanh được cái tâm phàm tâm quý. Mà thưa đại chúng, ở trong một bài pháp khác Đức Phật nói á, người nào có được tâm tàm quý là người đó có được một cái vật báo của bậc thánh trong thất thánh tài. Thất thánh tài tức là 7 món tài sản của một bậc thánh, thì trong đó cái món thánh tài, một trong 7 món đó là tàm quý. Bên cạnh là lắng nghe, biết lắng nghe cũng là một cái tài sản quý báu của bậc thánh đó. Ở đời á, người ta quý cái gì? 7 món báu của người đời là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Ta quý 7 cái đó. Lưu ly là bây giờ mình kêu hột xoàn đó. Vàng bạc là quý rồi ha. Lưu ly là bây giờ là hột xoàn đó. Pha lê là crystal đó. Sa cừ, mã não, ta quý cái đó. Nhưng mà ngược lại, người tu mình phải có 7 thứ tài sản quý. Trong đó có tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Người mà có được cái tâm tàm quý là có được tài sản của bậc thánh. Tại vì có tàm quý. Ở đây quý vị có đọc văn Thủy Sám rồi phải không? Trong vậy văn Thủy Sám nói nè, có tàm có quý thì người đó có khả năng chuyển hóa. Cái điều thứ tư là mình phải có cái gì? Đừng có sự biến nhát. Mà ngược biến nhát là cái gì? Tinh tấn. Bây giờ thưa đại chúng, mình tu mình không tinh tấn thì không có cái cách gì mình có thể thành tựu được. Thôi đừng nói chuyện tu, nói ngoài đời thôi. Bất cứ một cái ngành nghề gì mình làm mà mình làm biến quá trời thì làm sao mình có thể thành tựu được. Đi học mà làm biến đi học thì sao có bằng cấp. Làm ăn mà làm biến ra tiệm, làm biến đi dò xét kinh tế thị trường thì làm sao mà có thể phát triển được kinh tế của mình. Cho nên ở ngoài đời làm ăn đi học làm biến là cũng đã đủ chết rồi, huống là không thành tựu thì huống chi là sự tu hành. Cho nên Pháp Hòa mới nói sự tinh tấn sẽ là, nó sẽ là cái thềm, cái lực đẩy tất cả mọi thành tựu của mình. Nói trời ơi, sao con thấy mấy thầy thuộc kinh nhiều quá, hay ghê vậy. Hỏi có thuộc, có chịu khó đọc kinh không? Con đọc hoài, con không thuộc, con khỏi đọc nữa. Quý thầy cũng chẳng hơn gì mình, nhưng mà có khác là quý thầy thường xuyên đọc. Mà bây giờ mình muốn được như quý thầy thì phải xuyên đọc kinh. Đọc một ngày chưa thuộc thì đọc 2 ngày, đọc riết thì thế nào cũng sẽ thuộc tới. Có những Phật tử lần đầu hồi đó mới đi chùa, đâu biết gì đâu, một chữ một bài kinh cũng không biết, chỉ biết có một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, còn ngoài ra không biết gì hết. Vậy bây giờ quý vị nhìn quý vị đó, mà bây giờ đi chùa được 1-2 năm, coi hỏi thuộc chú vãng sanh không? Tuy không thuộc hết bài nhưng mà có thể dò theo được đó. Cho nên là mình có sự tinh tấn là sẽ có kết quả. Có sự tinh tấn là có tất cả. Bố thí mà thiếu tinh tấn, bố thí cũng không thành. Trì giới mà thiếu tinh tấn, trì giới cũng không xong. Nhẫn nhục mà không tinh tấn thì nhẫn nhục cũng không được. Cho nên trong lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà thiếu cái tinh tấn của 5 cái độ thì 5 cái độ kia khó mà thành tựu được. Cho nên mình muốn tất cả mọi sự thành tựu phải siêng. Nói cái việc là dạy thỉnh chuông thỉnh mỏ thôi, mà mình không có thường xuyên để ý cũng như là tự tập, vô khai chuông mỏ nó cũng trật như thường. Cho nên cái gì cũng phải do mình siêng tu và tinh tấn. Người biến nhát không thể thành tựu được đạo quả. Trong Bát Đại Nhân Giác đó, cũng có nói cái chuyện đó đó. Người mà không có siêng năng thì không có làm được gì hết. Và đối với các thầy, các chú trẻ, điều mà thầy mong mỏi là sự siêng năng của các thầy, các chú. Bản thân thầy cũng giống như vậy. Nếu mà thầy không có siêng năng, thầy tự tập tu rồi thầy nghiên cứu thì thầy cũng không có được như ngày nay.
Thì thầy là một kết quả để cho mình thấy rằng sự tinh tấn nó cho mình một cái kết quả. Mình không cần nhìn đâu xa, trước mắt mình là người mà gần gũi với mình. Thầy không có trường lớp, không có người giáo thọ hướng dẫn, mà thầy mò mẫm, thầy đi tu, rồi thầy tự thầy siêng năng, thầy không có buông bỏ một cái giờ phút nào mà nó để cho nó lãng phí. Thì ngày nay thầy có nói chuyện được một vài câu Phật pháp, thầy có được chút ít gì trong sự thành tựu tu hành cũng như làm đạo của thầy là do nhờ thầy siêng năng thôi. Không có gì, có nhiều khi mình chỉ cần nhận ra được một cái điểm đó thì tự mình sẽ có đẩy mình đi được một kết quả xa. Không có ai sanh ra để làm tổng thống hết, không có người nào sanh ra để làm tướng hết, nhưng mà tất cả những thành tựu lớn là nhờ vào cái sự siêng năng của người đó. Ở đây quý vị có coi cái phim Oshin không? Có coi phim Oshin của người Nhật không? Bà kể lại cuộc đời của bà. Cái chữ Oshin là tiếng Nhật, là người ở, người làm đó. Mà sau này nhờ cái sự siêng năng thôi, vậy mà sau này trở thành một trong 8 cái tập đoàn lớn của Mỹ, của Nhật. Bị người ta bán đi chỗ này, bị người ta bán đi chỗ kia, tại nghèo quá bán thân đi ở đợ. Rồi cả cuộc đời đau khổ của bà biết bao nhiêu cực nhọc, vậy mà sau này nhờ sự siêng năng của bà mà bà trở thành ra một cái người giàu có ở nước Nhật, nằm trong một trong 8 cái tập đoàn lớn ở bên Nhật. Từ cái gì? Từ cái sự siêng năng. Cái thứ 5 đó là thất niệm. Hồi nãy là mất tính nè, vô tàm, vô quý nè, biến nhát là 4 rồi. Bây giờ cái thứ 5 là thất niệm. Cái chữ mà ngược lại với thất niệm là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải có tỉnh giác mỗi khi mình làm việc, phải có chánh niệm. Cho nên cái người tu của mình mà không có chánh niệm thì mình sẽ bị dễ lôi kéo bởi sân si phiền não. Người tu của mình ai cũng còn sân hết á, tại vì mình vẫn là con người mà. Nhưng mà cái quan trọng á là sân mà mình biết mình sân. Thử bây giờ quý vị để ý ha, hôm nào mình sân mà mình không biết mình sân thì có phải là cái người của mình nó trở thành người ra cái người thô lỗ không? Cái lời nói của mình có phải trở thành ra cái lời nói cọc cằn? Cái người có chánh niệm á là chỉ cần người ta tỉnh giác mình đang sân á, mình đang giận á, thì mình đi kiếm cái chỗ khác mình ngồi, mà không để cho cái cơn giận nó tiếp tục, nó leo thang, nó bùng nổ để đến mình phải nói những cái lời khiếm nhã. Người đời với nhau á, người ta nói khiếm nhã là đã khó coi rồi, huống chi là người tu. Người Phật tử mà nói những lời khiếm nhã với nhau á, là mình đã thấy không hay rồi, huống chi là một người xuất gia. Để cho cái giận nó bộc phát rồi mình nói những cái lời nói không có dễ thương, không có cái phải là lời nói của một người xuất gia. Người xuất gia là không có mắng xả ai hết, không có rủa xả ai hết. Cho nên mình mà có được cái tỉnh giác á thì mình sẽ cứu vãn được chính mình, cứu chính mình và cứu được cái môi trường của mình đang sống, trong đó có cha mẹ, anh em, người thân của mình. Cho nên thất niệm á, quý vị nhớ cái bài sám không? Sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy,
tham sân tự ái dẫy đầy. Tại sao mình giận? Tại vì mình có cái ái, cái tự ái nữa, tự mình ái cái ngã của mình. Tại sao nó dám nói tôi như vậy? Tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp như là sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Cho nên con người mình sân là do cái ngã hết á. Cái ngã là cái ta nè. Hôm qua ví dụ như bây giờ, hôm qua nói chú bưng cái chuông xuống để đây cho thầy, mà thầy trong đầu mình nghĩ là cái chuông bự vậy nè. Ông đi ra bưng cái chuông nhỏ xíu ra, khi mà mình bắt đầu mình bực rồi. Tôi muốn cái chuông bự mà tại sao không mang cái chuông bự? Mặc dù á, đôi khi mình biết á, cái việc làm của cái người đó đó hay hơn á, nhưng mà tại vì họ làm trái ý mình cho nên mình bực à. Cho nên cái ngã nó sẽ làm cho mình dễ sân. Cái ngã nó làm cho mình si. Tại si là mình mê, mê là không thấy. Vừa rồi mình học cái bài học đó, Phật dạy về sự tranh cãi đó. Cho nên thất niệm đó, là cái mà chúng ta cố gắng đừng để nó phát triển. Mình phải sống chánh niệm. Tại mình là Phật tử mà. Phật là giác, Phật là giác. Con người mình ai cũng còn sân si phiền não nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phải tỉnh giác trong khi mình sân si phiền não. Có nhiều lúc mình phải tự mình nuốt cái giận, để cho mọi việc nó đi tới một cách tốt đẹp. Và mình thường tụng cái câu tát bà trong chú Lăng Nghiêm đó, trong chú Đại Bi á. Tát bà tha đậu du bằng á. Chữ tát bà là gì? Bỏ qua việc nhỏ chỉ vì việc lớn. Đó là một pháp tu. Quý vị về nghe lại cái bài chú giải chú Đại Bi, và trong đó mỗi câu chú Đại Bi là một pháp tu hết. Mỗi câu trong chú Đại Bi là một pháp tu hết. Đừng, mình phải làm sao mình có chánh niệm. Người nào không có chánh niệm nhiều cũng phải có chánh niệm chút chút. Thí dụ bây giờ mình la lên cái thì cái ông chồng mình đang giận, thôi mình chánh niệm liền, ổng bực rồi đó, đừng nói nữa lát có chuyện á. Phải chánh niệm liền thôi. Hồi xưa là ổng có đâu, ổng hét mình hét lớn hơn, ổng hét lớn hơn mình hét lớn hơn nữa. Nhưng bây giờ mình có chánh niệm rồi, cuối cùng hét riết cái sao tường nứt, khen cổ, tốn tiền chanh, tốn tiền nước lạnh, rồi bắt đầu tốn tiền hòa giải. Thôi giờ mình chỉ cần nín cái thôi là không có tốn gì nữa đó. Không tốn nước miếng, không có cần tốn bực bội, không cần gì tốn gì hết. Cho nên là như vậy. Mình sống chung trong chùa một đạo tràng, mình cũng tập như vậy được. Cho quý vị ở một lát nữa, quý thầy nào mà đắp y đó, quý vị lên quý vị nhìn cái y quý thầy. Thường thường cái y quý thầy là cái sọc xuống vậy phải không? Rồi có sọc ngang vậy không? Có. Mà cái sọc ngắn á, cái ô ngắn á, nó ít hơn cái ô gì dài. Cái ô dài là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho thánh. Cái thánh, cái chất thánh phải nhiều hơn chất phàm. Người tu của mình là phải lột xác. Mình phải làm sao cái chất thánh thiện của mình phải nhiều hơn chất phàm phu. Thế còn mình tu làm sao mà chất phàm mình nó y hệt như là chưa tu thì uổng quá. Ở ngoài mình ăn thua đủ, vô chùa mình cũng ăn đủ thua nữa thì thôi, không có gì thay đổi hết. Cho nên mình tu mình phải có chánh niệm với chính mình. Mình muốn mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Thật sự ra mình có tu Phật không có lời, Phật không có được cái gì hết.
Tu là cho mình. Mà nếu mà mình không biết khởi tâm sám hối thì lại càng sai nữa. Mình làm cái điều đó sai thì mình phải phát tâm mình sám hối để mình phục thiện. Nếu mình chưa đủ khả năng mình hướng bỉ hối. Quý vị có biết cái chữ hướng bỉ hối không? Hướng bỉ hối là một cách sám hối của nhà Phật. Tức là mình phải hướng về cái người đó để mình xin lỗi. Hướng về một cái người, thí dụ thôi nè. Thí dụ bây giờ hai chú đó, hai chú tiểu rầy rà với nhau, rồi hai chú biết lỗi lên hướng về thầy xin sám hối. Nói chúng con biết là thầy thường dạy chúng con sống lục hòa, và đây là tinh thần của Phật, của nhà Phật. Chúng con là huynh đệ mà sống không có lục hòa với nhau, mà chúng con lục đục tối ngày. Chúng con xin hướng về thầy, xin thầy nhận cho cái lời sám hối của con. Rồi nếu mà được nữa, hai người hướng về với nhau mà sám hối với nhau. Cho quý vị nào mà đi giữ cái pháp an cư, quý vị thấy đẹp lắm. Hai thầy quỳ xuống lại nhau trước khi mà ngồi lên bàn nhận cái lễ, nhận cái thọ, nhận cái an cư của các thầy nhỏ. Thí dụ bây giờ chùa có hai vị hòa thượng, trong cái an cư đó hai vị hòa thượng sẽ lên ngồi để nhận cho 30 thầy lên xin an cư. Thì trước hết hai hòa thượng sẽ lạy nhau. Nếu mà vị hòa thượng mà lớn hơn vị hòa thượng kia thì vị hòa thượng kia chỉ cần đứng thôi, thì vị hòa thượng nhỏ hơn quỳ bạch: đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng an cư ở đây, con cũng xin nương tăng để an cư. Hòa thượng kia nhận lời, hai hòa thượng này thọ ăn hướng về nhau, lại nhau để mà xin cái an cư. Rồi hai vị sẽ lên ngồi hai cái bàn để cho tất cả các thầy cô trẻ lên xin thọ nương tựa hai vị lớn an cư. Đẹp như vậy đó. Cho cái người tu mình, cái người Phật tử mình mà chúng ta ứng dụng Phật pháp đúng mức, đúng nghĩa, đúng pháp, thì tự nhiên cái người tu mình nó đẹp lắm. Thấy việc là mình làm. Thầy có ở nhà hay thầy đi vắng, mình vẫn giữ chương trình mình tu y như vậy. Không phải có thầy cái mình sốt sắng mình săn tay vô mình làm để cho thầy biết là mình siêng lắm, mà không có thầy là mình mất tiêu. Đấy, mà nghe tiếng dép của thầy hay tiếng của thầy lào xào ngoài này cái mình chui ra. Chứ mình phải có cái sự siêng năng như vậy. Siêng năng, chánh niệm. Còn ngược lại là biến nhát và thất niệm. Và cái cuối cùng là cái ác tuệ. Người có ác tuệ thì không thể thăng tiến và không thành tựu. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nào mà mình lỡ mình phiền một cái chuyện gì đó, mình phải có chánh niệm và trí tuệ. Mình ôm cái này hoài không có tốt cho mình. Rủi mà cái người kia họ mất đi, hoặc là mình mất đi, mình ôm cái khối hận sầu này mà nó không có đáng, đời sau gặp nữa. Thôi, ngay bây giờ tôi không biết ai đi trước, phải xả liền để ông thôi ôm cái cục đó đời sau. Chứ Pháp Hòa biết có những người mà ta giận nhau dữ lắm, mà tới hồi người kia mất họ không muốn tới nữa đó, mà nhờ khuyên. Câu lần Hòa khuyên một cái bác, người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi mình cũng biết Phật pháp chút chút rồi, bác hoan hỷ đi, bây giờ vị đó mất rồi, bác nghe lời Pháp Hòa, bác lên bác hướng về người đó, bác thắp cây hương, bác xả đi, bác nói đi, rồi bác với người đó sẽ không gặp nữa, chứ thôi là oan gia kết nữa đó. Bác nghe bác thấm, bác tới đám tang mà mọi người rất ngạc nhiên là tại sao bác đó tới. Rồi thắp cây hương lên đối với cái người mất: thôi, hồi lúc mà còn sống thì có hận có thù gì, bây giờ tôi xin tuyên bố là tôi với quý vị xã, thì đời sau không gặp nữa.
Mà thưa đại chúng, mà mình nghiệm cho kỹ, mình nghĩ cho sâu coi, cái cuộc đời mình sống bao lâu? Giờ ai ngồi đây là không có người nào mà tóc rồi kêu gọi là tóc chỉ một màu, không có. Ngồi đây là hầu như là bắt đầu từ hai màu trở lên hết rồi đó. Thậm chí có những người trẻ chừng hai mươi mấy tuổi tưởng không có tóc bạc à. Kiểm hết cái đầu thì thế nào cũng được một vài sợi chứ đâu phải ít. Cho nên mình mới thấy rằng mình không còn cái thời gian. Mình xả được thì mình sẽ rất là nhẹ. Và do đâu mình được cái đó? Mình có được cái trí tuệ mình nhận định. Nên buông xả, không nên ôm ấp. Thôi thì bây giờ mình tóm lại cái bài kinh ngắn này. Đức Phật dạy có 6 điều. Một, nếu người nào muốn thành tựu được đạo quả, không còn tiếp tục dai dẳng đau khổ, cố gắng sanh niềm tin thay vì bất tín. Sanh tâm tàm, tàm là gì? Xấu hổ với ai? Chính mình. Sanh tâm quý là xấu hổ với ai? À, nhớ bốn chữ thôi ha. Tự tàm quý tha. Cứ nhớ bốn chữ đó là mình hiểu, mình định nghĩa được chữ tàm quý đó. Mai mốt người ta hỏi mình tàm quý là gì thì mình nhớ bốn chữ này, mình có thể định nghĩa được cho người ta nghe. Tự tàm là tự xấu hổ với chính mình. Quý tha là mình xấu hổ với người. Tự tàm quý tha. Bất tín nè, vô tàm, vô quý. Ngược lại bất tín là tín, ngược lại với vô tàm là tàm, ngược lại với vô quý là quý. Rồi gì nữa? Biến nhát. Biến nhát ngược lại với biến nhát là gì? Siêng năng tinh tấn đó. Biến nhát là giải đãi. Tiếng Hán gọi là giải đãi, tiếng Việt dịch là biến nhát. Rồi cái thứ năm là gì? Thất niệm. Mà ngược lại với thất niệm là gì? Chánh niệm. Rồi cái cuối cùng là ác tuệ. Mà ngược lại với ác tuệ là gì? Thiện tuệ hay là trí tuệ. Chữ tuệ á, là cái chiều sâu. Khi mà mình nhận ra được, mình quán chiếu, mình nhận ra được chiều sâu, tuệ nó sanh, trí tuệ nó sanh. Cho nên trí tuệ á, khác với trí thức. Trí thức á, là do học mà có. Trí tuệ do tu mà được. Bây giờ những gì chúng ta học á, là chúng ta chỉ xây đắp cái trí thức của ta thôi, cái học thức của ta thôi. Nhưng mà ráng làm sao nương cái đó. Để làm gì? Để mình có được cái trí tuệ. Cũng giống như hàng ngày á, quý vị nhìn trời xanh mây trắng. Bây giờ trong đầu mình có trời xanh mây trắng chưa? Có rồi. Để hôm nào mà lỡ trời âm u, trời không có nắng, mây cũng không đẹp, nhưng mà tự mình nhắm mắt lại thì trời xanh mây trắng vẫn xuất hiện. Có một nhà thơ đó, ông làm cái bài thơ đó đó. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một mai nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, tức là tự mình phải chế tác cái đó. Chế lấy đừng gây mượn đất trời, đừng có vay mượn đất trời nữa. Tại vì cuộc đời này có những ngày sẽ không mặt trời và cũng không có mây, không có nắng. Mà người ta có, người ta làm cái bài thơ không có đời mà không có em nó như trời không có nắng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Cho người tu sao mình ý cái bài thơ đó là mình đưa vào trong tâm mình những cái đẹp. Những cái không đẹp đừng có để lắm, đừng có để vào lòng. Có nhiều khi mình tức cái người nào quá đó, mình nhắm mắt lại là mình thấy cái người đó, mình thấy cái con mắt người đó, mình thấy cái cách đi của người đó, mình thấy cái nụ cười của người đó, mình khổ quá.
Nhưng mà có những người là mình thương đó nha, mình thích đó nha, trời, mình nhắm mắt lại mình thấy người đó cười, người đó đang nói chuyện với mình, là mình tự nhiên mình không ai cười cái mình cũng cười mình đó. Tại vì mình đang thấy, mình đang tưởng cái đẹp của cái người đó. Có đúng không? Nhất là mấy người ta đang yêu, đang thương á, ta nhắm mắt lại là bao nhiêu cái hình ảnh dễ thương của người đó. Nhiều khi ta nhớ câu nói, bây giờ mà ta xem qua xem lại những cái câu nói vui á, rồi cái chỗ cái người này nói chuyện có duyên ghê vậy đó, người này làm cho mình vui quá. Cái là mình nhớ đó, mà nhắm mắt lại cái mình nhớ những cái câu đó là ngồi cười mình vậy. Rồi nhiều khi ngồi cười xong cắn móng tay. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Đó là cái bài kinh ngắn mà Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Phật Hòa trích một đoạn kinh đó để chia sẻ với đại chúng. Bất tính, vô tàm, vô quý, giải đãi, cái gì nữa, thất niệm, ác tuệ, sáu cái đó nó sẽ làm chậm đi cái sự tiến bộ của mình, cái sự thành tựu của mình. Và người nào muốn thành tựu thì ngược lại cái này, phải có niềm tin, phải có tàm, có quý, phải siêng năng, phải có chánh niệm, phải có trí tuệ. Hồi lúc Pháp Hòa 12 tuổi, tức là khoảng năm 1986, lúc đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh của ba Pháp Hòa từ Canada. Thì thật sự lúc đó, đó một đứa nhỏ 12 tuổi không có cái khái niệm gì về cái sự mà ra nước ngoài sống. Nhưng mà có một điều mà trong lòng mình biết á, là khi mình ra nước ngoài rồi đó, sẽ không có chùa để mình đi. Mình không biết là mình còn được ăn đồ chay không, tại vì nghe nói ở xứ đó ăn toàn đồ Mỹ không, bơ sữa không, bánh mì không. Hồi lúc đi á, là nghe người ta nói ở cái xứ này giống như là một cái gì nó lạ lắm đối với mình. Người ta nói không có cơm ăn. Làm Pháp Hòa mấy tháng đó ăn cơm ngày cơm đêm, ăn không ăn món gì, chỉ ăn cơm thôi, vì sợ qua đây không có cơm để ăn. Mà quý vị lúc đó Pháp Hòa ăn cái món và ăn mỗi ngày là ăn cơm với cà pháo. Vì sợ không có chùa cho nên Pháp Hòa nhất định không đi. Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là thôi bây giờ con ở lại đây một mình, tại vì qua đó không có chùa, không có được đi tu là không có thích. Thì lúc đó mẹ Pháp Hòa mới hứa là đi qua đi, rồi mẹ cho con tu. Mà thiệt sự Pháp Hòa bây giờ mình lớn mình biết là lúc đó hứa đại vậy thôi, cho đứa nhỏ con mình nó đi, chứ bây giờ bỏ ở lại rồi ở với ai. Thì mẹ Pháp Hòa nói ở lại cũng đâu có ở ra được đấy, con không cần, con ở với bà con Phật tử cũng được, miễn sao được ở Việt Nam để đi chùa thôi. Rốt cuộc phải đi. Thứ hai nữa là người ta nói cái ngày mình đi á là không được mang tượng Phật theo. Tại vì nếu mình mang tượng Phật theo thì thời đó là họ nghi mình để hột xoàn hay để cái gì bất hợp pháp ở trong tượng, người ta sẽ đập cái tượng Phật của mình. Thì quý vị biết Pháp Hòa được một cái bà bác đó người Bắc ở Khánh Hội á, bà cho Pháp Hòa một cái tượng Phật bằng đá chỉnh gang tay thôi. Pháp Hòa mới để trên bàn Phật. Mà quý vị biết Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó. Ngày mai sáng ra phi trường là đêm đó lại Phật suốt đêm. Chỉ xin một điều thôi. Đây là lời Pháp Hòa nói năm Pháp Hòa 12 tuổi. Con muốn mang Phật ra nước ngoài để con có Phật con thờ. Con sợ con không có mang tượng Phật qua bên nước ngoài, con không có Phật. Phật phù hộ cho con mang Phật đi và ngày mai đừng có ai đập tượng Phật hết. Đó là lời tâm sự của một đứa nhỏ 12 tuổi quỳ trước tượng Phật lại suốt đêm. Mà hồi đó quý vị biết cây nhang ở ngoài Bắc á, tại gia đình người Bắc mà, cho nên người ta có nhang ngoài Bắc nhiều lắm. Cây nhang với mùi trầm Bắc á, Pháp Hòa vẫn nhớ cái mùi trầm đó. Và quý vị biết cây nhang đó, cái chân nó dày lắm, cho nên khi mình thắp lên là nó cong. Vậy mà lúc đó đối với một đứa nhỏ nghĩ gì biết không? Phật chứng.
Bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đúng không? Thấy thắp cây nhang mà không vòng cho nó Phật cũng chứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa lại Phật suốt đêm mà quỳ tâm sự với Phật như vậy. Rốt cuộc Pháp Hòa mang qua được một tượng Phật, một gang tay, một áo tràng mặc 5-7 tuổi, và một sâu chuỗi tay, một sâu chuỗi cổ bằng nhựa, bằng ni lông do một hòa thượng cho. Đi ra tới cái hải quan, họ cứ cầm cái tượng Phật hoài. Là lúc đó trong bụng mình cứ niệm Phật thôi. Và cuối cùng quý vị biết đó, họ để tượng Phật vô trả lại, đi không có gì trở ngại hết. Ra tới nước ngoài, tối 8 giờ tối xuống tới phi trường. Lúc đó trời mùa đông tháng 2. Sáng ngày hôm sau đi ra phòng nhà, phòng khách, nhìn giáo giác thấy có một cái kệ để sách. Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa là dọn sạch cái kệ đó, con để Phật lên, con làm lễ an vì Phật, con thờ Phật ngày hôm sau thôi. Thời đó đâu có nhang, không có nhang đèn gì hết. Lục ở trong tủ đâu được cây đèn cầy màu trắng, thắp cây đèn lên. Rồi quý vị nhớ mấy cái hũ bơ á, mình ăn xong mình hay rửa cái hũ nhựa đó lại, nó có cái nắp đó để đựng đồ ăn. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ đó xúc một cái lon gạo, rồi lấy một tờ giấy á, cắt dán ở phía trước để nó bịt cái chữ hiệu của hũ bơ lại, rồi để trên bàn đó tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh, lượm được 3 cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là 4 cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ, bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một sâu chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ, 2 tuần lễ sau, có một người gọi tới. Anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không? Anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi. Rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy, 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây nhang cũng khó, tìm một người tu khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng, nào mà ở ngay đảo này, quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có 2 người nữ tu. Đáng lý là mấy đảo này là mấy cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ 2 sư cô về đây 24 năm rồi phải không? Vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa, lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên 2 chữ từ hạnh á là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là sám quy mạng của ngài Di Sơn á, có cái câu này nè: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là 2 câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó.
Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch hai câu kinh tiếng Hán đó, hai câu sám tiếng Hán đó thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có hai câu. Hai câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Sư ông dịch hai cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu, phần lớn là thuộc bài này hết. Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Cho nên hai cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, gọi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ bằng lưu xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm đó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu, cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt từ hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên từ hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa Thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Làng Mai, Hòa Thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh. Chúng ta thường gọi là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết, tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó. Đó là Hòa Thượng Khánh Anh và Hòa Thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy,
Thì Pháp Hòa không có lạ, thì vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng, thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau, sư ông Nhất Hạnh xong Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau, chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa Thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á, Hòa Thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa Thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa Thượng từ Hòa Thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, Hòa Thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai Hòa Thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau, cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ. Và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Hòa tới chùa, Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này, nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chứ chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu á, mình gặp cô đó, đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu á, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương. Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ Pháp Hòa thưa về nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình,
cũng mình với lấy mình làm vợ, nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình đía thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu, mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước, thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường. Thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó thầy đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? Như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước một chút thôi, 20-10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á, thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh đến chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm gì cũng có. Anh móc một túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi,
Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tinh đó, nó đưa mình tới tính. Cho nên chữ tính đó, là cái quả của cái chữ tinh. Tinh là nhân mà tính là quả. Thí dụ tính nữ, chứ không ai kêu tinh nữ đó. Tính nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tính nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tính nữ. Chứ thật sự mà nói á, là cô nữ này cũng là thiện nữ, tính nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tính nam, thiện tính nữ. Còn mình nói thiện nam tính nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần. Chứ không phải ông này, con đàn ông là thiện, còn đàn bà không? Đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à? Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tính nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tính nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tính nam, thiện tính nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tính. Vậy thì để xóa đi cái bất tính, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tính, là mình có niềm tin. Mà bất tính là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử. Không, tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ.
Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ có đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm, nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi mà anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi, đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý quý vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó, có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại là sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi không dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi, ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải. Nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại, nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì, qua đây đi tu, anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu, đức lưng quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghĩ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biếng nhác của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu không chịu ráng. Có nhiều khi no quá, còn chút ta nó ráng đi, ờ à, cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn, có không? À, vậy tại sao tu không làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ, phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh.
Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa mận chập chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cái chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy. Ví dụ hôm nào dẫn ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại, không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không, nghỉ tu rồi, tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm, y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nghe. Nói trời sao đi chơi mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó boost up trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường cái thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất. Dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó, nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi không có hứa à, ăn được ngày nào ăn à, rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn, nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mảnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm ra một cái con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói 3. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl.
Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia, họ gặp mình họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi trưởng một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là tay bàn tay chuyển pháp luân. Bây giờ quý vị nhìn lên tay Phật nha. Đức Phật bắt hai cái cánh tay, hai bàn tay Phật bắt hai cái ấn này. Một cái, hai cái Đức Phật chấp lại để biểu tượng cho ánh sáng mặt trời xoay vần để xóa cái tối tâm vô minh. Cho nên gọi là chuyển pháp luân. Ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Chuyển pháp tức là vận chuyển cái bánh xe pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói, nếu mà quý Phật tử quý vị có thấy rằng sau khi quý vị nghe pháp một thời gian rồi, mình mở mang ra hiểu biết nhiều không? Đó, như vậy thì quý thầy chuyển pháp, mình nghe mỗi ngày cái tâm trí mình sáng dần những cái mê lầm, những cái hiểu lầm của ngày xưa tan dần hết. Hồi xưa mình mê đốt giấy tiền vàng bạc lắm, tại vì mình nói là đốt xuống dưới cho ông bà có xài, mà lên chùa ghi xin cho ông bà con mau siêu thoát. Nếu mà siêu thì có ở dưới đâu lãnh cái tiền đó. Như vậy mình làm chuyện gọi là gì, mâu thuẫn phải không? Xin Phật cho ông bà con lên trển, mà năm nào cũng đốt giấy xuống dưới cho ông bà xài. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho ông bà ở dưới xài. Vậy con muốn ông bà ở dưới hay muốn ở trên? Muốn ở dưới thì khỏi ghi tên cầu siêu, phải không? Mà muốn ghi tên cầu siêu thì khỏi đốt giấy nữa. Hiểu được cái đó rồi, ô cái mê lầm của cái đốt giấy đó nó không còn nữa. Như vậy thì hai cái bánh xe mà Đức Phật chuyển nè, ánh cái này như là cái vần mặt trời, Đức Phật chuyển ánh sáng mặt trời để cho cái ánh, cái bóng tối nó xua tan. Và nó là hình ảnh của một bánh xe chuyển. Cho nên cái ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Điều thứ hai, Đức Phật bắt hai cái ngón cái, hai cái châu lại nương vô nhau, tượng trưng cho gì? Trục xe, giữ xe cho thăng bằng. Và những cái ngón tay đó là câm xe. Đây là trục xe và câm xe, nó liền lạc, nó đi với nhau, xe không có đổ. Điều thứ ba, hai cái này còn tượng trưng cho gì? Vật chất và tinh thần. Mình sống ở đời, ngoài cái chuyện đi tìm cơm áo gạo tiền, không thể thiếu tinh thần đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, gần thiện hữu tri thức. Tại sao? Bởi vì nếu mình khổ, tiền nó không có giúp mình. Nhiều khi tiền càng nhiều, khổ càng lớn. Nhưng mà nếu như mình hiểu được đạo lý mà Đức Phật dạy, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê,
tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Hồi qua đây không có gì hết, 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết, nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á, cái ông chồng đó ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng, if I you want I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà, ổng xào cho ăn câu, mệt, vô phòng nằm, không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật, huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái cháu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối, và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm, không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết, tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon, múc miếng nếm thử. Ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy người ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó.
Thì giáo pháp cũng thế. Mình phải đến mình ném được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên á, cái người tu á, là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết. Mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình, sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ, tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A, bổ vitamin A. Thiếu vitamin C, bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin, viên thuốc của thuốc bổ mà. Chỗ nào khuyết, thiếu, bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình. Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp. Mình sắp, mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàn ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền. Phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàn ma. Rồi khi mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á, cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên. Thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự,
Tiếng Phạn là Vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của ngài thi sĩ Huyền Không. Bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu tự câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ à, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình á, Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình. Thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình đó, nhờ giáo pháp cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụt lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta. Quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng sáu ba cái bản giới mà mình thọ thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng một mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo
mỗi tối luôn, trước khi ngài đi ngủ, vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật. Mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng ba lần không? Không, nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không hai lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật Pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của Đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiết thôi, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông đó, ông đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình giống như ở dưới cái chân giày của ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt, ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa, thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn.
mà phải hoan hỷ cảm nhận. Đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình, rồi cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm đó, lên tàu đó, bị hải tặc giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm con mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy tụi lum là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, cuối người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao không? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói: trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật, thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ bẻo một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết, lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó, cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Chúc đại chúng an lạc.